Cận cảnh chiếc vé tàu của tuyến Metro Nhổn Ga Hà Nội, đơn giản, gọn nhẹ và rất Hà Nội. Đúng 8 giờ ngày 8 tháng 8, đoạn trên cao thuộc dự án đường sắt đô thị Metro Nhổn Ga Hà Nội chính thức vận hành thương mại, phục vụ hành khách từ ga S1 Nhổn đến ga S8, cầu Giấy dài 8,5 km. Nhiều người dân Hà Nội vô cùng háo hức có mặt từ sớm tại nhà ga Nhổn để được trải nghiệm hệ thống đường sắt đô thị mới này. Ngay khi xếp hàng để mua vé lên tàu, nhiều hành khách vô cùng bất ngờ khi nhận chiếc vé tàu đặc biệt của tuyến Metro Nhổn Ga Hà Nội. Thay vì là hình chữ nhật như thông thường, thì vé lên tàu của tuyến Metro số 3 lại có hình tròn, nhỏ như đồng xu và bên trên có hình ảnh Khuê Văn Các, biểu tượng của Hà Nội. Hình ảnh chiếc vé tàu đã khiến nhiều người dân vô cùng thích thú. Tuy nhiên, nhiều người cũng băn khoăn cho rằng chiếc token lên tàu này có gì đặc biệt để không bị làm giả hay không. Bên cạnh đó, nhiều người lo ngại do có kích thước nhỏ nên dễ bị rơi, thất lạc trong quá trình di chuyển. Tuyến đường sắt trên cao từ Nhổn đến Cầu Giấy dài 8,5 km gồm 8 ga. Tên gọi chính thức của 8 nhà ga được đặt theo vị trí địa lý mà tuyến đi qua, gồm ga Nhổn, ga Minh Khai, ga Phú Diễn, ga Cầu Diễn, ga Lê Đức Thọ, ga Đại học Quốc gia, ga Chùa Hà, ga Cầu Giấy. Không chỉ đáp ứng yêu cầu về công năng, kỹ thuật, mỗi nhà ga trên cao còn được thiết kế hình ảnh riêng để quảng bá, tôn vinh văn hóa của thủ đô. Do đó, những người dân nhà tại khu vực có tuyến đường sắt đô thị đi qua sẽ rất thuận tiện trong việc tiếp cận và sử dụng. Đi từ Nhổn về Cầu Giấy và ngược lại sẽ không còn phải lo lắng cảnh tắc đường trên trục đường như Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu. Được biết, trong 3 tháng đầu sẽ thực hiện giờ mở tuyến 5:30, giờ đóng tuyến 22:00. Giãn cách chạy tàu đều đặn 10 phút một chuyến. Riêng ngày đầu tiên mở tuyến sẽ bắt đầu từ 8 giờ. Trong thời gian tiếp theo, tùy theo nhu cầu hành khách sẽ điều chỉnh cho phù hợp để đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách trên tuyến.